Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng ông Lê Văn Dũng, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quận Hải Châu tiếp xúc cử tri phường Hòa Cường Nam trước kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu đã báo cáo với cử tri nội dung chương trình dự kiến kỳ họp cuối năm, nội dung trả lời các cấp ngành đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, phản ánh, kiến nghị trong các đợt tiếp xúc trước đây. Cử tri phường Hòa Cường Nam kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm, tháo gỡ một số vấn đề dân sinh, nhất là các vấn đề tồn động đã lâu nhưng chưa được giải quyết, như tình trạng đậu đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và buôn bán lấn chiếm tại chợ đầu mối Hòa Cường, tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư, việc cắt tỉa cây xanh và xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, đề xuất sáp nhập các tổ dân phố. Hiện nay trong thành phố chúng ta là có trên khoảng 5.000 hộ tổ dân phố, mà cái này là cái quá lớn. Thì tôi nghĩ là chúng ta nên sáp nhập lại. Hiện nay một số tổ dân phố nhỏ lẻ và ở mức độ là cả chỉ 30, 40 đến 45 hộ trên một tổ dân phố, tôi cho là quá thấp. Cái đường Trương Chí Cương, đường Nguyễn Sinh Nhĩ, tức là ra ngoài bờ sông á, là chúng ta tất cả những cái công mương thì ra tới đó thắt cổ chai rồi, tức là cái thoát nước nó thắt cổ chai, do đó nó không kịp thoát. Vì do cái bờ ngang của cái bờ sông cho nên nó không kịp thoát, cho nên nó cứ thường xuyên ngập úng. Cho nên là tôi cũng đề nghị có những giải pháp hữu hiệu, đừng để cho nhân dân ở khu vực đó ngập úng liên tục khi có mưa lớn. Sau khi nghe các sở ngành và quận Hải Châu giải trình một số kiến nghị của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị quận, phường rà soát lại các vấn đề tồn động đã lâu thuộc thẩm quyền nhưng chưa giải quyết, phải thắng gỡ quyết liệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh với cử tri một số nội dung. Hiện nay thì chính phủ đã có quy định về cái nhập tổ rồi, thì thành phố cũng đã có tổng kết 10 năm về hoạt động của tổ dân phố, thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành sắp xếp tổ dân phố trong thời gian tới đây. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường, quận, huyện, vấn đề ngập úng năm 2024-2025 sẽ tập trung nguồn lực để đồng bộ lại cái quy hoạch về hệ thống thoát nước của thành phố. Hiện nay cái hệ thống của chúng ta nó cũng đã có nhiều khu vực là xuống cấp, cái lượng nước từ sân bay đổ ra chúng ta đó là nó quá tải đi, rồi một số tuyến cống là coi như là thoát không kịp, nhưng mà chỉ cần 15-20 phút nếu mà mưa ngớt được thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được tổng này.